À, xin chào mừng anh chị đã đến với kênh YouTube của Phát Auto, và hôm nay em sẽ làm một clip nhỏ về chiếc xe Sadio. Fadil thì độ rất nhiều rồi, nhưng mà cái gói độ của xe Fadil này nó gọi là cơ bản đủ nhu cầu, và những cái đó thì mình lắp thêm những cái gì? Ok, hôm nay là em sẽ quay sơ sơ cho anh chị xem. Thực ra là xe này là xe trong hãng, xe mới cho nên là hơi bụi, bọc ni lông trên ghế còn chưa tháo nữa, mới trong hãng lấy ra nó hơi bụi một tí. Rồi ok, thì đầu tiên đó là cái phần mặt ca lăng này. Mặt ca lăng này là bên em thay, kèm theo led cánh chim và led logo đó. Anh chị nhìn cái này nó giống như là nó là lạ hơn tí, do dành cho mà mấy anh chị mà thích cái kiểu mà cá nhân hóa đấy, nhìn nó hầm hố xíu đó thì mình chơi kiểu này ok. Cái đèn này nó cũng là có hai chế độ này, tích hợp kèm cả xi nhan. Rồi để em vô em mở xi nhan để cho anh chị xem cái nhan của nó. Xi nhan bên trái này, xi nhan bên phải này. Còn đây là đèn ưu tiên đó. Anh chị thấy cái đèn ưu tiên đó, mình mở ra nó sẽ chạy thôi, chạy đuổi. Đây 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 có cái logo nữa cũng cũng hay. Xe này mà lên lên thử cặp đèn bi led nữa là đẹp luôn, quá đẹp. Rồi thì đầu tiên là phần ngoại thất là có thay đổi một chút về cái mặt này thôi, nhìn cho nó là lạ đẹp. Còn tiếp theo là bên trong nội thất. Rồi anh chị có thể thấy đây là trong nội thất. Xe này là xe bản B. Anh chị thấy xe này là trong hãng mới lấy này. Anh em còn chưa tháo bọc ni lông, là bên hãng người ta đưa trực tiếp qua em rồi, lên thêm mấy cái món đồ này linh tinh này rồi bắt đầu mới về mới giao cho khách hàng. Xe thì nói chung cũng hơi bụi tí, tí nữa về em sẽ vệ sinh rồi bàn giao lại cho showroom. Rồi ok, thì bây giờ đầu tiên là cái cần thiết ở đây là cái màn hình này. Anh nhìn thấy xe bản bay á, thì nó không có màn hình, nó cũng không có cam lùi luôn. Bây giờ mình lắp cái màn hình này lên thì mình có được cái gì? Đầu tiên là chức năng giải trí trước rồi đã. Thì anh chị có thể thấy là chức năng giải trí thì nó full zin MP3 nghe nhạc rồi. Cái này là YouTube, YouTube này không quảng cáo nha anh chị, nghe thoải mái. Rồi anh chị xài dẫn đường thì đây là Việt Map nè, có cũng có kèm sẵn trong màn luôn. Cái màn hình này là của hãng Bravigo, rất là bền, xài xài thậm chí vài năm mà nó cũng không có hiện tượng giật lag gì đâu. Rồi thậm chí anh chị muốn xài Google Map thì nó cũng nằm đây, nó cũng có đầy đủ. Nói chung là nó như một cái máy tính bảng nó nằm đây, không thiếu gì cả. Rồi nó có mấy cái năng kèm thêm, ví dụ như là anh chị có thể kết nối Bluetooth trên điện thoại để mình đàm thoại, mình nghe trực tiếp trên loa xe đấy. Rồi hoặc là ở đây mình có canh chỉnh âm thanh nè, rồi có Bravigo AI mình ra lệnh bằng giọng nói nè, rồi mình có áp suất lốp tích hợp vô màn hình, mình thậm chí có cả cam hành trình tích hợp vô màn hình. Đây, anh chị thấy cái cam hành trình đây không? Em bẻ gương lên xíu nha. Đây, cam hành trình đây. Đây, nó tích hợp vô màn hình luôn anh chị, nhỏ gọn lắm. Ok, thì bây giờ em sẽ test từng chức năng một. Cái đầu tiên là YouTube nè. Mình có thể mở lên nghe nhạc giải trí. Đó. Rồi bây giờ mình vào dẫn đường thử ha. Rồi dẫn đường đây. Đó, đây là cái bản đồ này, bản đồ Việt Map. Thì bản đồ Việt Map thì nó quá quen thuộc với anh chị nào người ta mà có độ qua cái dòng màn hình rồi, là Việt Map là lúc nào cũng có. Có thể chỉ cho mình cảnh báo tốc độ, rồi nói chung là nhiều thứ, chỉ rẽ trái rẽ phải. Ở đây là giới hạn km nè, đây là số km đường cho phép nè, đây là vị trí của mình. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tới cam hành trình. Thì anh chị thấy đây là cái cam hành trình của xe và tích hợp vô màn hình luôn. Thì bình thường nếu mà anh chị lắp cái cam hành trình rồi ở riêng không ở ngoài nó cũng tốn đâu đó cũng vài triệu rồi đấy. Bây giờ lắp cái này tích hợp vào màn hình luôn cho nó gọn.
Đấy, rồi bà anh chị thấy không? Cái chất lượng quay hình này, quay trực tiếp này. Rất là rõ luôn. Độ phân giải HD 1080. Rồi, nếu như mà anh chị muốn xem lại thì chúng ta sẽ bấm vào phần phát lại. Ở đây có cái phần này. Đây là cái này xem lại này. Đó, nó ghi hình, nó ghi cả âm thanh luôn nha anh chị. Đó, rồi trong trường hợp mà chúng ta muốn lấy file ra ngoài thì ở đây nó có thẻ nhớ, thì anh chị có thể rút thẻ nhớ này ra thôi. Là mình lấy được mấy cái dữ liệu này rồi. Ok. Rồi, tiếp theo là cam lùi. Xe bản bay thì sẽ không có camera lùi. Đây là cam lùi, cũng là full HD. Đó, anh chị thấy có cả đánh lái này, anh chị đánh lái vào đâu thì nó chạy theo đấy. Đó. Rất là rõ luôn. Đặc biệt buổi tối là cái cam này quay rất là rõ. Rồi, tiếp theo là cái phần Zin MP3 nghe nhạc trực tuyến. Thì cái này thì màn Android nào cũng có. Đó, có thể nghe thoải mái. Ở đây thì do em chưa đăng nhập cái tài khoản Google, tại vì màn này phải về nhà cho khách người ta đăng nhập. Cho nên là không có vào được. Rồi mình test thử một cái nữa là điều khiển giọng nói. Đây, điều khiển giọng nói thì ở đây. Bây giờ em sẽ cho nó dẫn đường đi ra chợ Bến Thành đi. Ví dụ dẫn đường đến chợ Bến Thành. Đang chỉ đường từ chợ Ok, Bến thì Thành nó sẽ đường làm cho mình Lê Lợi, phường một Bến cái lộ Thành, trình. quận 1, theo hướng dẫn Chí Minh, Đó, sau Việt đó rất là rẽ nhạy, rất là mượt trái, luôn. theo hướng dẫn. Nhận diện giọng nói rất là nhanh. Tức là hoặc là anh chị muốn mở YouTube cũng được. Ví dụ như em sẽ bấm vào phần giọng nói đây. Mở nhạc non-stop. Ok. Bài hát bạn yêu cầu. À, cái này là nó mở qua Zin MP3. Còn mà anh chị muốn mở video thì phải bấm là phải nói là mở video. Em thử lại nha. Mở video nhạc non-stop. Đang mở video Ok, bạn thì là yêu nó chuyển qua cầu. YouTube. Đó. Cứ video thì nó chuyển qua YouTube, mà anh chị nói mở nhạc thì nó chuyển qua Zin MP3 kiểu kiểu đó. Và nó có nhiều chức năng khác nữa, ví dụ như kiểm tra phạt nguội cũng được. Kiểm tra phạt nguội. Lúc này là nó đang check trên hệ thống, có thể là hơi lâu Xe xíu. 51K Đó, bắt đầu nó báo lên. 32.989 không bị phạt nguội. Đó. Chúc bạn lái xe an toàn. Ok, thì nó cũng có nhiều cái tính năng hay như vậy, lắp cái màn hình mà nó thêm cho mình rất là nhiều thứ tiện ích luôn. Hoặc là ở đây chủ xe cũng có lắp thêm một bộ áp suất lốp nè, tích hợp vào màn hình này luôn. Đây là áp suất lốp. Đó, anh chị có thể xem. Này là em đã đo ký rồi, hai trước thì 2,4 kg, ở sau thì 2,3 kg. À, cái này nó cũng an toàn lắm anh chị. Lắp cái này vào đi rất là an tâm. Tại vì lỡ mà anh chị mà có chạy xe mà mình không để ý á, mình không biết là cái lốp mình nó có bị non không, là có bị cán đinh cán cái gì không á, thì mình cứ bường bường mình chạy tiếp, khi nào mà xe mình nó rung rung sàn sàn luôn mình mới biết được. Thì lúc đó thì ở dưới lốp nó cũng toàn mất tiêu rồi. Thì đây có cái này, nếu như mà lốp mà anh chị mà nó xì xuống dưới khoảng ký mấy đó là tự do mình cày đặt, có thể là xuống khoảng ký 3 chẳng hạn, thì nó sẽ báo lên đây, nó báo cho anh chị biết là lốp xe của mình đang có vấn đề. Rồi tiếp theo thì cái màn hình này nó có nhiều chức năng vậy, rồi có cả kết nối và Bluetooth để nghe gọi nè. Rồi bây giờ có cái màn hình này rồi thì phải lắp thêm cái dàn nút này, camera quay vào đây để cho anh chị xem. Đây, cái dàn nút này thì bản bay nó không có nha anh chị, bản bay nó chỉ có hai cái ốp miếng nhựa thôi. Cái này là em lắp thêm á, lắp chung với combo với cái này đó. Để vì tại vì sao lắp cái này, như tại vì nhiều khi mà anh chị nghe nhạc đồ bà muốn tăng giảm âm lượng phải bấm lên đây. Thực ra là màn hình không cũng được, không lắp cái này cũng được, nhưng mà nó hơi vất vả đó, mà phải bấm 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 đây, rồi muốn làm gì cũng phải thao tác trên này, nó rất là bất tiện. Rồi đem coi cái bộ nút media, trước là bộ nút media thì nó làm được cái gì nha. Bây giờ thì nó sẽ là tăng giảm âm lượng này. Rồi nếu mà anh chị muốn có cuộc gọi trên xe hay là nói chuyện với nhau trao đổi gì đấy thì anh chị có thể bấm cái nút này là nút tắt âm đó, nút tắt âm lượng. Rồi cái nút trên này là để anh chị nghe gọi khi mà mình kết nối cái Bluetooth của điện thoại với lại của cái màn hình, tức là nó cho phép mình nhận cuộc gọi hoặc là tắt cuộc gọi ở cái nút này. À, cuộc gọi khi mà cuộc gọi báo đến điện thoại của anh chị thì nó sẽ hiện lên màn hình luôn, là mình sẽ nhấn cái nút này là mình nghe thôi, mình nói chuyện thôi, mình nói thành là cái mic cái màn hình này nó sẽ thu âm cái giọng nói mình, chứ không phải là anh chị không phải cầm móc điện thoại ra để nghe nữa đó, nó tiện lợi như vậy. Rồi khi muốn tắt thì anh chị cũng nhấn cái nút này
là tắt. À, là cái chức năng này nó liên kết với màn hình là rất là hay. Rồi còn cái gạt lên gạt xuống ở đây nó có, cái anh chị thấy ở đây có nút gạt lên gạt xuống nè, cái này là nét á, qua bài về bài đấy. Ví dụ đang nghe nhạc không thích nghe nữa thì gạt lên cái nó qua bài mới, gạt lên nữa rồi mới, còn không muốn nghe lại bài cũ thì gạt về. À, rồi còn đây là cái, nhấn vào thì nó lên cái giao diện của Bravigo AI, tức là giao diện giọng nói. Tức là mỗi lần anh chị muốn làm gì thì cứ nhấn vào đây để lên giọng nói thôi. Em thử bây giờ mình dẫn đường đi đâu ta? Đi chợ ăn đông đi. Ok. Nhấn vào đây nha. Rồi. Dẫn đường đến chợ ăn đông. Đang chỉ đường tới chợ An Đó, anh Đông chị thấy không? 34 đến Rất là 39 nhạy. An D. Rất là nhanh Rẽ luôn. trái 9, quận theo 5, hướng dẫn, thành phố Hồ Chí sau Minh đó 700.000, rẽ Việt trái. Nam. Đó, nó tiện lợi vậy đó. Cứ là muốn rằng cái gì nhấn vào đây mình không cần phải thao tác rườm rà trên màn hình đó. À, nhiều khi mình làm mình mất tập trung. Cái này nó khá phức tạp. Nhiều khi anh chị phải vào đây rồi kiếm cái app nào ra cái app đấy rồi mò 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 rất là mệt. Bây giờ em thử mở camera hành trình đi coi. Mở camera hành trình. Đấy thì là nó lại lên camera hành trình. Hoặc là bây giờ mở YouTube. Bây giờ mở phim hoạt hình cho trẻ em đồ thành viên gia đình coi chẳng hạn cũng được luôn. Bấm đây. Mở video hoạt hình. Đang mở video bạn Đấy. yêu cầu. Thì nó lại lên. Thì đó, có nhiều cái bên này nó cũng là chức năng nó là như vậy, nó liên kết với màn hình để mình khỏi phải thao tác trên đây nữa. Rồi, tiếp theo là qua đây. Đây là cái chức năng Cruise Control. Lim. Thì đây là cái chức năng bên này thì nó là thiên về cái phần bên hệ thống điện của xe. À, anh chị có thể cài ga tự động nè. Đây. À, không biết camera quay vào đây có thấy cái biểu tượng nó hiện ở trên này không? Đây, tại cái này là cái màn bọc này chưa có lột xe mới cho nên là anh chị có thể hơi khó thấy xíu. Đó cái việc này này để em nhấn đây nó tắt nè, em nhấn nó mở nè, đó thì cái chức năng này là ga tự động đấy, nó rất là tiện cho anh chị mình đi xa luôn, đi cao tốc đồ chạy mà lúc về tốc độ giới hạn đó nó cho phép mình chạy vô cao tốc anh chị chạy 100 đi 80 100 gì đó thì cứ cài cái ga tự động này mà lên và đi thôi. Rồi còn cái chức năng này là đây này lim này thì anh chị có thể set kia số km ở đây. À, tức là cái chức năng này nó không cho mình chạy vượt quá cái tốc độ mà mình set ở đây. Ví dụ anh chị set 50 hoặc 60 gì đó thì nó cứ chạy tới tầm đó thôi. Anh chị có đạp ga lên đây nữa thì nó cũng hãm hãm nó chạy tầm đó thôi. Rồi để tránh cái trường hợp mà anh chị bị bắn tốc độ á. Khi mà anh chị chạy cái giống như mấy cái đoạn mà đổ dốc á thì mình cài cái chức năng này nó an toàn. Bởi vì khi đổ dốc thì có thể là tốc độ anh chị sẽ cao hơn xíu thì mình cài cái chức năng này là nó gọi là mình không bị quá cái tốc độ giới hạn của cho phép của đường. Kiểu kiểu vậy cũng tránh bị phạt đi đó, có thể bật tắt ở đây rồi tăng chỉnh lên chỉnh xuống đó, camera quay vào đây không biết thấy không. À, lên đây là đó, anh chị muốn cài bao nhiêu đấy thì cài. Ok rồi rồi là vậy là xong hai cái phím bên này thì hai cái này nó cũng tiện đấy. À, nếu mà anh chị mới mua xe mà bản bay hay là bản lết gì đó mà không có mấy cái chức năng bản full đó thì bản full nó cũng không có đâu. Thì cũng nên lắp mấy cái này để cho mọi người khi mình chạy xe mình dễ thao tác hơn, dễ tập trung hơn. Rồi cái xe này có lắp thêm một cái gì nữa ta? Đây, cái cảm biến lùi. Thì đã có camera lùi rồi nhưng mà tại vì xe này là khách nữ chạy, thế cho nên là làm cái bộ thêm bộ cảm biến lùi nữa cho nó an toàn. Vậy nên nếu mà cài lùi về đó thì anh chị thấy không, trên này nó sẽ lên cái tín hiệu. À, nó báo là ở sau sau xe nó sẽ có bốn cái con mắt nó quét, bốn mắt radar nó quét. À, hai con bên trái hai con bên phải thì nó quét, thế là khi mà có chướng ngại vật á, thì nó báo thôi. Nếu mà chướng ngại vật nằm bên nào thì nó báo phía bên đấy, chướng ngại vật nằm bên tay trái á, thì là nó báo bên đây, bên tay phải thì nó báo bên đây đó. Nó cũng cũng hay, đây là những cái điều cần thiết rồi. Thì ngoài ra này cũng không có gì lắp thêm nhiều đâu. À, cũng mấy lắp áp suất lốp rồi thêm đấy thì lại là mấy cái gọi là cơ bản thôi. Mình mua cái xe về mà lắp thêm mấy cái này đi cho nó tiện. À, kiểu kiểu vậy. Dạ, và em mà có tiền mua xe chắc em cũng lắp mấy cái này. Này hầu như là xe nào cũng lắp, em bên em lắp pha điêu cái combo này rất là nhiều. Hầu như là pha điêu nào cũng lắp cái combo này. Màn hình phím media cái này có thể có hoặc là có thể không. Nhưng mà màn hình phím rồi mấy cái chức năng của xe rồi cảm biến áp suất lốp
thì mấy cái đó là hầu như là em lấy xe nào cũng lắp, bên em lắp rất là nhiều luôn á. Thì ok, xong rồi, đó là một cái điều vài điều em chia sẻ chút chút xíu vậy thôi, cũng như là một phần hướng dẫn sơ sơ cái màn hình này đó, để cho anh chị mình tham khảo thêm để xem nó có cần thiết không. Bây giờ thì chắc là em sẽ đem xe về rửa xe và chuẩn bị giao cho khách hàng. Thì em hẹn 4 giờ giao mà bây giờ quay chắc cũng quá giờ rồi. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại anh chị ở video lần sau. Hãy subscribe.